thực hư việc Nhậm Gia Luân bị CCTV điểm danh vì lôi kéo bọn tiền fan. Việc Nhậm Gia Luân xuất hiện trong bản tin lên án hành vi lôi kéo bọn tiền fan của CCTV 2 đang khiến các fan của nam diễn viên vô cùng hoang mang. Mới đây CCTV 2 đã đưa tin việc các công ty quản lý nền tảng lôi kéo người hâm mộ gây quỹ, lợi dụng tình yêu của người hâm mộ dành cho thần tượng để kiếm tiền. Các công ty nền tảng thậm chí còn cố tình dẫn chiến giữa fan phối hợp với đoàn đội của nghệ sĩ để tạo ra chủ đề bàn luận. Từ đó tạo ra lưu lượng, từ lưu lượng biến thành lợi ích kiếm tiền. Trong quá trình đưa tin, nhà đài trung ương đã sử dụng hình ảnh của nam diễn viên Nhậm Gia Luân. Điều này ngay lập tức khiến Sinet xôn xao, còn fan của nam diễn viên vô cùng hoang mang. Một số blogger cho rằng nguyên nhân khiến Nhậm Gia Luân bị điểm danh có thể có một số nguyên nhân. Vào năm 2017, Nhậm Gia Luân bị chụp ảnh lại, nhận nhiều quà của fan. Trước đó, fan của Nhậm Gia Luân kêu gọi anh không uống trà sữa để giảm cân giữ dáng nhưng phía hậu hộ viện hội lại khuyên dùng tiền trà sữa để đi ủng hộ nam diễn viên. Hậu hộ viện hội cũng từng công khai gây quỹ nhiều lần, từng gây quỹ mua album nhưng fan lại không nhận được album. Sau khi bản tin CCTV2 được lên sóng, trạm fan của Nhậm Gia Luân cũng chính thức lên tiếng. Theo đó, hình ảnh Nhậm Gia Luân xuất hiện trong bản tin chỉ để minh họa. CCTV khẳng định, những hành vi bị lên án xuất phát từ giá trị không đúng đắn được hình thành trong vòng fan, chứ không liên quan tới nghệ nhân. Vì sao Nhậm Dân Lân được chú ý nhất trong sự việc này? Hiện tại, nam diễn viên đang có hai tác phẩm lên sóng, mức độ nổi tiếng lúc này rất cao. Trước đây, các chủ đề về vòng fan chưa hề có sự xuất hiện của Nhậm Dân Lân trên các phương tiện truyền thông đại chúng. thân lần này, anh đặc biệt được chú ý. Những hình ảnh Nhậm Dân Lân nhận quà từ fan được chụp lại từ năm 2017-2018 đó là lúc chưa có công văn chấn chỉnh vòng fan sau thành công của cẩm y chi hạ nhậm dân Luân cũng đã yêu cầu fan ngừng tặng quà chỉ nhận thư tay trạm fan cho biết nhậm dân Luân hiện không có tin tức tiêu cực cctv dùng hình ảnh của anh để minh họa cũng không phải là điểm danh anh như nhiều lời đồn thổi tuy nhiên cctv dùng hình ảnh của nam diễn viên cũng thể hiện sự chủ quan và ảnh hưởng ít nhiều đến hình tượng của anh sự việc giờ đã năng xuống chứng tỏ nhậm dân Luân không vướng phải tin tức tiêu cực các tác phẩm game show của nhậm dân luân vẫn lên sóng thuận lợi đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho những hoài nghi sau bản tin chiều hôm qua cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của pvlog cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại